Chào bạn, kênh Bụi Đời Sài Gòn Vlog xin chào bạn nha. Hôm nay là mình đi bên qua quận Tân Phú, mới về bên quận 5 bạn. Qua đây mình mua đồ, nãy có thằng kia để điện thoại bạn. Để điện thoại nhanh thiệt chứ, gọi hỏi lấy điện thoại iPhone 14 của thằng bạn luôn bạn. Giờ đang định vị nằm đâu ở lúc ở trên bến xe Chợ Lớn Lê Văn Sung bạn. Nhanh rơi bạn, biết lấy được không biết nữa. Đúng là nhanh thiệt, trọng cấp rơi quá, nhanh thiệt. Rồi bây giờ đường tới đây là đường Nguyễn Chí Thanh các bạn. Lúc này là 3 giờ mấy chiều bạn. Rồi bây giờ mình vẽ đường Thuận Kiều bạn ơi. Đây mình vẽ đường Thuận Kiều bạn. Đó, đường này cặp bên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Buổi chiều và xe rất đông bạn, rất đông. Ở ngoài đường các bạn. Còn mấy tiệm buôn bán đồ hơi vắng các bạn, hơi vắng các bạn. Đây ở trước mắt mình là đường Thành Thành các bạn. Khu này chuyên bán về đồ xe đạp, đồ xe ba các bạn. Các bạn có lên đây thì cẩn thận xe cộ các bạn, rất nguy hiểm bạn, rất nhanh lẹ bạn. Bạn mình nó cầm cái điện thoại iPhone 14 để các bạn, để xong rồi chưa chớp mắt cái mất bạn, quá nhanh rồi, quá nhanh. Rồi bây giờ mình đi thẳng qua đường Châu Văn Liêm bạn. Đây là đường Châu Văn Liêm thuộc quận 5 bạn. Ở đây là bán nhiều thứ đồ trồng gắn của đàn ông bạn. Đó, bao cao su bạn. Mua buôn bán về bao cao su rất nhiều bạn, rất nhiều đường Châu Văn Liêm bạn. Bán gần sáng đêm luôn bạn. Cặp bên không đường bạn. Rồi bây giờ mình qua vòng qua đường Châu Văn đường Hải Thượng Long bạn. Hải Thượng Long để mình mua đồ ốp lưng thổi các bạn. Đó, khu này các bạn. Đó. Bây giờ khu này mua bán buổi chiều bằng rất thấp nập các bạn. Rất thấp nập. Rồi mua chủ yếu là câu nhiều các bạn. Đồ trang trí nhà cửa các bạn. Trang trí bàn thờ rồi.
Rồi mình vòng qua đường bên đây để hoành về mé bên cầu Chà Già các bạn. Rồi mình vô đây mình mua ốp lưng điện thoại các bạn. Bán cho ốp lưng trong chín lớp. Hai chục nó cầm được. Em không có tiền lẻ quá, không có tiền lẻ rồi, từ từ chờ tí. Rồi bây giờ mình đi về mé bên cầu Chà Già các bạn, để mình về bên Bình Chánh các bạn. Đó, khu này đang mua bán các bạn. Đó. Khu chợ lớn bạn, khu gần khu chợ lớn đường Hai Thử Ông bạn, chuyên bán đồ trang trí pháo đồ bắn đâu bạn. Đó, đã đối số đồ mũ nhiều bạn, mũ mốt bạn. Để trang trí dịp Tết nhà cửa cho trang hoàng màu đỏ bạn. Bán bạn là người ta mua ít bạn, ủa ta đứng ta câu nhiều bạn, nó mới kẹt xe bạn. Rồi mình tiếp tục về bé bên cầu Chà Già mình tránh các bạn. Đây mình vừa lên góc cầu Chà Già bạn. Đó, buổi chiều đường phố Sài Gòn rất đông đúc bạn, rất đông nha. Người ta đi làm về sắm sửa đâu bạn, nhiều người đi làm về sớm đó bạn, rất đông. Đó. Quá đông luôn bạn ơi. Đó.
đây là đường Tùng Thiện Vương bạn, nó Tùng Thiện Vương thuộc quận 8 bạn, để đi về hướng cầu Nghĩa Đường bạn, để qua liên tỉnh 5 hồi xưa, bây giờ là quốc lộ 50 bạn. Nó buổi chiều đường phố Sài Gòn rất đông luôn bạn, rất đông. Đây mình vừa lên dốc cầu Nghĩa Đường để đổ qua mé bên quận 8 với Bình Chánh các bạn. Mé bên kia cũng thuộc quận 8 mà nằm mé bên kia ít hơn bên đây các bạn. Bên đây rất nhiều quận 8 mà. Bên kia chỉ một mé nhánh nào của quận 8 nhỏ thôi, mấy phường các bạn. Bên đây mới nhiều hơn. Bên đây là quận 8 giáp ranh với Bình Chánh các bạn. Chạm một đoạn xuống một tí Bình Chánh các bạn. Đây là đường này đường liên tỉnh 5 hồi xưa các bạn, bây giờ là quốc lộ 50 các bạn. Bắt đầu là đường là cầu Nghĩa Đường quận 8. Đổ dọc về tới Cần Duộc, Long An, Cần Đước đồ qua Tiền Giang luôn các bạn. Rồi quốc lộ 50 các bạn. Trước kia là liên tỉnh 5. Lúc này gần 4 giờ chiều các bạn, gần 4 giờ chiều. Đường rất đông thôi, đường rất đông. Đây là bến xe quận 8 bên tay trái các bạn. Đường phố đông ghê các bạn. Khu này thường thường quá đông buôn bán là đường nhiều, rất nhiều bạn khu này các bạn. Lâu lâu cũng kẹt xe ở này, tai nạn cũng khói của này các bạn. Rất nguy hiểm các bạn. Giờ bến xe quận 8 mà có xe đẩy đậu lề đường các bạn. Rất nhiều. Hàng quán đồ buôn bán rất ế các bạn, rất ế à, người ta bán lề đường đẩy xe đẩy rất nhiều ra ngoài đường các bạn, cho nên đường đông mà nó bày ra trước cửa bán quá trời luôn mà không người mua các bạn. Đúng là Sài Gòn rất đông đúc mà, rất đông đúc, kinh tế khó khăn người ta về bớt dưới quê bớt rồi bạn, quả như ở lần trước đông dữ hơn bây giờ nữa mà.
đường kẹt xe luôn rồi. Thì xe buýt nó chạy lấn đằng trong các bạn, không có xe honda không đầu tư các bạn. Đây gần tới ngã tư Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 các bạn, trước mắt mình bằng xe xếp dây dây ngoài đường bằng rất dài quá. Vậy xe buýt nó chạy lấn tiếng ở trong các bạn, không có đường cho xe honda đi các bạn, cho nên kẹt nhiều các bạn. Ngoài đường dòng đông quá trời luôn. Để qua đây đi. Đó, đây là ngã tư Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 các bạn. Đó, lúc này quá đông đúc ngoài đường các bạn. Rất đông luôn mọi người. Ôi dồi, dây dây luôn mọi người. Cho xếp hàng để chạy bạn. Đó, đây là gần tới kẹt xe gần tới 2 cây số bạn, thấy xếp hàng bạn hai bên bạn. Lúc này là gần 4,5 triệu bạn, rất đông bạn, rất đông xe. Nếu mà chút công ty rồi tan ra 5 giờ đó là kẹt cứng ngắc luôn bạn, đường cũng là 50 bạn. Đó, xe hơi đậu dây 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 luôn bạn. Đường bên đây mình về ở dưới thường vụ công an rồi hơi không khó một tí bạn. Nếu bên kia đi lên Sài Gòn rất đông. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại clip sau bạn. Bye bye.